Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và, Phát thanh và Truyền hình Long An. Ban biên tập chương trình thời sự mừng xuân Bính Thân, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An kính chúc quý vị thính giả năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Trong chương trình thời sự mừng xuân Bính Thân hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 2 2016 tức mùng 1 Tết Bính Thân. Mở đầu chương trình đại chúc Tết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ông Đỗ Hữu Lâm. Sau đó là một số thông tin hoạt động mừng đảng mừng xuân tại các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Sau phần tin, phóng viên Hồng Xuyến có phóng sự đảm bảo an toàn thực phẩm ngày Tết. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị thính giả, trong năm qua, tỉnh Long An đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và dự so với nghị quyết đề ra nhân dịp đón mừng năm mới bính thân sau đây là phát biểu chúc tết của ông đỗ hữu lam chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh long an mời quý vị cùng theo dõi kính thưa đồng bào đồng chí và các bạn thân mến nhân dịp đón tết bính thân 2016 tết nguyên đáng cổ truyền của dân tộc thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an tôi thân ái gửi đến toàn thể đồng bào các đồng chí, lão thành cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, các tôn giáo, nhà doanh nghiệp cùng các đồng hương Long An đang sinh sống công tác ở ngoài tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn. Năm 2015 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, bằng sự đoàn kết Nhất trí nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh. Chúng ta đã đạt được kết quả tích cực về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng trưởng kinh tế đạt 11,6% vượt nghị quyết đề ra. Các lĩnh vực kinh tế chủ yếu đều tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng môi trường đầu tư được cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường thu ngân sách dược dự toán và tiết kiệm chi tiêu công theo quy định các lãnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ quốc phòng an ninh được giữ vững trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông có chuyển biến tốt thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi vui mừng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh đóng góp vào thành tựu đạt được trong năm 2015. Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 10 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2016 2020. Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước đang phục hồi và phát triển, những thành tựu mới về phát triển kinh tế xã hội trong năm qua của tỉnh ta là những thuận lợi cơ bản để đưa tỉnh Long An phát triển nhanh, vững chắc hơn. Tuy nhiên, vẫn phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khắc phục những tồn tại hạn chế. Cần có sự tập trung, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân trong tỉnh để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 đạt được kết quả tốt nhất, tạo đà thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự chủ, năng động sáng tạo và truyền thống đoàn kết của toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà, tôi tin tưởng năm mới sẽ có thêm nhiều nhân tố mới, đạt nhiều thắng lợi mới trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016 đã đề ra. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chào thân ái. Chưa rồi là phát biểu chúc Tết của ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhân dịp năm mới Bính Thân 2016 ông phạm văn rảnh quỹ viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh và vnpt long an đến thăm tặng quà tết tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh tại đây bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phạm văn rảnh ân cần thăm hỏi đồng viên đồng thời gửi tặng cán bộ nhân viên và các trường hợp được trung tâm nuôi dưỡng những phần quà tết nghĩa tình Dịp này, VNPT Long An cũng trao hơn 50 phần quà cho người cao tuổi tại trung tâm. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm. Qua đó giúp những trường hợp kém may mắn đón một cái Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng hơn 360 trường hợp, trong đó chủ yếu là người bệnh tâm thần, người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật. Trung tâm được Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đánh giá là một trong những đơn vị có chất lượng hoạt động tốt trên cả nước, Riêng trong dịp Tết Nguyên đáng 2016, trung tâm được các tổ chức cá nhân ủng hộ khoảng 40 triệu đồng kinh phí chăm lo Tết cho các đối tượng được trung tâm nuôi dưỡng. Ông Đỗ Hồ Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cùng lãnh đạo huyện Cần Đức đến thăm chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách khó khăn tại xã Long Sơn nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016. Tại các nơi đến, ông Đỗ Hồ Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương nhân các gia đình chính sách và tìm hiểu điều kiện kinh tế cũng như đời sống sinh hoạt của các gia đình, việc chuẩn bị đón Tết của các hộ gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đối với những hy sinh cống hiến của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm truyền thống trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc của quê hương Long An lãnh đạo tỉnh đã tặng năm phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng chúc mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách đón Tết cổ truyền đầm ám hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930 3 tháng 2 2016. Mừng xuân mới bính thân, hiện nay các xã phường trên địa bàn thành phố Tân An đang sôi nổi tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Hiện nay tại thành phố Tân An, các hoạt động tuyên truyền mừng đảng mừng xuân đã được triển khai sôi nổi. Trên các trục đường trước cổng cơ quan công sở, đều treo cờ đảng cờ tổ quốc khẩu hiệu Bano áp phích có nội dung mừng đảng mừng xuân được treo trang trọng. Các xã phường đã tổ chức biểu diễn văn nghệ với các tiết mục múa hát đặc sắc hấp dẫn có nội dung ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước. Cùng với phong trào thể thao quần chúng, thì thành phố cũng đã tổ chức giải cầu lông bóng đá bóng truyền mừng đảng mừng xuân. Ngoài các hoạt động bề nổi thì thành phố Tân An còn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao niên, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và thăm tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn thành phố. Với nhiều hoạt động thiết thực, thành phố Tân An phấn đấu lập nhiều thành tích, chào mừng ngày thành lập đảng Mừng Xuân Mới Bính Thân năm 2016. Liên đoàn lao đo động quyền Đức Hòa với kết hợp với ban giám đốc công ty Phúc Khang tổ chức chương trình Xuân Cội Nguồn năm 2016 với các hoạt động tất niên cuối năm thăm và tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa tham dự. Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, tất cả các anh chị em công nhân có dịp được ngồi lại bên nhau, gần gũi và chuyện trò trong bữa cơm tất niên. Ngoài ra, ban giám đốc công ty còn tổ chức tặng 260 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cho hỗ trợ 5 chuyến xe cho công nhân quê tại miền Tây về quê ăn Tết. Tổng kinh phí của đợt tổ chức hoạt động mừng xuân tất niên lần này là gần 60 triệu đồng. Được biết, nhân dịp xuân bính thân 2016, quyền quỹ nước hòa cùng với quỹ ban nhân dân quyện và ban ngành đoàn thể quyện đã đến thăm khỏi trả tặng quà Tết cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ, các doanh nghiệp. Với tổng nguồn kinh phí gần 200 triệu đồng, thưa quý vị an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được người tiêu dùng quan tâm đặc biệt là trong dịp tết nguyên đáng bởi thời điểm này nhiều hàng quá kém chất lượng có thể tung ra thị trường thêm nữa đây cũng là thời điểm nhiều mặt hàng nhập khẩu tràn về trong đó có không ít sản phẩm chất lượng không đảm bảo quá hạn sử dụng trước tình hình đó các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đông an đã tích cực vào cuộc nhằm xử lý ngăn chặn việc đưa những sản phẩm này tiêu thụ trên thị trường ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có trên 6.500 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, trong đó ngành y tế quản lý trên 6.000 cơ sở, ngành nông nghiệp quản lý trên 350 cơ sở, ngành công thương quản lý 170 cơ sở và Cục An toàn thực phẩm quản lý 15 cơ sở. Để tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đáng, toàn tỉnh đã thành lập 235 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra tại các nhà sản xuất và nhà phân phối, từ khâu sản xuất chế biến, bảo quản, phân phối, vận chuyển cho đến khâu chọn lựa sử dụng thực phẩm, đều phải bảo đảm sạch sẽ và an toàn không gây hại cho sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Đây là vấn đề đặt lên hàng đầu đợt thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tập trung vào những cơ sở có dấu hiệu vi phạm những quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các nơi cung cấp thực phẩm số lượng lớn như chợ đầu mối các cửa hàng bán lẻ siêu thị đồng thời kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm giết mổ gia súc gia cầm các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất tiêu dùng của người dân chia sẻ nỗi lo an toàn thực phẩm với người tiêu dùng năm nay các ngành chức năng đã vào cuộc rất sớm từ 20 tháng 12 2015 đến 20 tháng 3 2016 có nghĩa là trước trong và sau Tết Nguyên đáng nhằm quyết liệt ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm. Tuy nhiên ngoài việc quản lý và thanh kiểm tra của các ngành các cấp thì vai trò quan trọng vẫn là trách nhiệm của nhà sản xuất cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm trước thực trạng an toàn thực phẩm như hiện nay bên cạnh sự chung ta góp sức của các cơ quan chức năng cũng như trách nhiệm cộng đồng của nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình bằng cách chọn mua những sản phẩm của các doanh nghiệp có uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để lựa chọn cho mình những sản phẩm an toàn nhất. Tiết 1. Câu chuyện đầu tuần Trong không khí xe xe lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Cười ở ấp Quỳnh Tịnh, xã Nhân Quà Lạp. Người nông dân tiêu biểu được tuyên dương trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quyền Tân Thạnh trong năm qua. Gần 40 năm gắn bó với tuyến kênh 7000 thuộc ấp Quỳnh Tịnh, xã Nhân Quà Lạp, ông Cười thấu hiểu được nỗi vất vả của bà con nhân dân khi phải chịu cảnh sinh bùng trơn trợt mỗi khi mùa mưa tới vì vậy mà vào năm 2010 ông đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo xã để xin chủ trương cho trải đá tuyến lộ kênh bảy hàng với chiều dài 650 mét và ông đứng ra dẫn động bà con ở dọc theo tuyến kênh cùng nhau đóng góp kinh phí được 26 triệu đồng và sau hơn một tháng thi công công trình này đã được hoàn thành tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho nhân dân địa phương không dừng lại ở đó vào năm 2013 ông tiếp tục vận động 25 hộ dân ở khu vực kênh bảy hàng cùng đóng góp kinh phí hạ thế điện để sinh hoạt đã chấm được một lượng lớn điện năng khao khục do sử dụng điện kế tổ. Bình quân mỗi tháng mỗi hộ dân chấm được gần 80.000 đồng tiền điện. Bà chó thị phụng, hàng xóm của ông Nam Cười cho biết thêm. Thì hồi trước đường đi khó khăn, sinh đi cũng khó. Đây là ảnh có tinh thần cao hơn mọi người. Cho nên ảnh mới động viên làm, người tới quay qua điện thì ảnh cũng đi động viên, ảnh cũng chạy tới chạy lui. Anh thấy cũng được, điện lên nó cũng mạnh hơn hồi xưa, xài cũng thoải mái hơn. Sau những việc đàm nói trên, ông cười còn mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo xã Nhân Hòa Lạc cho chủ trương xây dựng ô đê bao kép kính ở khu vực ấp Quỳnh Tịnh với diện tích 64 ha, gồm có 49 hộ dân có đất trong khu vực đê bao tham gia vào công trình này. Từ việc đóng góp công sức ngày công lao động để cho công trình sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động vào đầu vụ đông xuân năm 2015-2016 vừa rồi, nói về những việc mình đã làm, ông cười cho biết coi vậy là bây giờ tôi ráng học theo gương bác làm cho nghĩa là dân người dân tôi đây khớp phần vô đặng cho xây dựng cái xã Nhân Hồ nhân lập lên thông nông mới vì như tôi thì nó đúng ra tôi cũng người nông dân tại vì có cái thấy nó khó khăn là vấn đề như mà là làm cái tỉnh lộ 837 đang làm còn cái lộ này thì nó đang múc lên mặt bằng nó có mà tôi kiến nghị lên ủy ban là coi vậy lúc ủy ban cho tôi là được 10 triệu coi vậy là tôi vận động dân coi vậy từ cái xã nhân hòa lập rồi xã tân ninh xã tân thành nhận xét về tinh thần đóng góp của ông cười đối với địa phương ông lữ văn mừng phó bí thư đảng ủy xã nhân hòa lạp huyện tân thành cho biết đảng ủy đánh giá rất cao những cái việc làm của ông trong thời gian qua cụ thể như là vận động nhân dân khu vực kinh bảy ngàn góp đóng góp tiền ngày công lao động nâng cấp đường trị giá hàng chục triệu đồng ông còn vận động nhân dân đóng góp tiền xây dựng đồng hồ điện kế làm giảm kinh phí điện năng tiêu thụ của mỗi hộ dân một tháng trên 80.000 đồng ngoài ra ông còn vận động nhân dân tham gia xây dựng các cái tiêu chí xã văn hóa xã nông thôn mới và giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống từ những việc làm thiết thực giải nghĩa mà ông Nguyễn Trang Cười đã thực hiện đã được nhân dân đánh giá cao, được sự ghi nhận của chính quyền địa phương, cho được quyền quỹ quỹ ban nhân dân quyền Tân Thạnh tuyên dương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa qua. Quý thính giả thân mến, quý thính giả chưa theo dõi chương trình thời sự mừng xuân bính thân của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng và phát tài.